chúng ta đã có thể cải tạo lại chiếc đe trở thành phiên bản xịn sò con bò hơn, được gọi là trạm rèn. Và thứ này có thể giúp chúng ta rèn ra 6 loại vũ khí mới, có thể sử dụng để chiến đấu với các sinh vật khác. Ví dụ như là lưỡi hái sẽ có tầm đánh xa hơn là một cây kiếm bình thường, và các bạn cũng có thể sử dụng nó đẩy lùi kẻ thù để giữ khoảng cách an toàn. Hoặc là Gladius, mặc dù chỉ số cơ bản của nó không khác gì những cây kiếm bình thường, nhưng thứ này sẽ giúp cho các bạn tăng độ bền của giáp khi cầm nó trên tay. Nhưng những vũ khí này còn có thể trở nên thật sự lợi hại hơn sau khi bạn tiêu diệt một sinh vật. Và tại sao lại như vậy? Nếu các bạn muốn biết thì hãy nhấn vào nút like và đăng ký, rồi sau đó bọn sẽ tiêu diệt con mụ phù thủy này. Và sau khi tiêu diệt những sinh vật bất kỳ, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những nguyên liệu mới lạ này. Nó có thể giúp cho vũ khí của các bạn có hiệu ứng thuốc vĩnh viễn, ví dụ như là độc hoặc là yếu đuối. Nên hãy chế tạo ra vũ khí mà các bạn yêu thích, vì giờ đây